Chào cả nhà, em tiếp tục giới thiệu các bác chiếc máy rửa bát Panasonic TR5. Trong cái thời buổi kinh tế đang khó khăn như bây giờ thì cái chiếc máy rửa bát TR5 nó là cái lựa chọn hàng đầu các bạn. Kinh tế nó vừa phải, phù hợp với tất cả đại đa số các bác khách hàng. Em xin nhắc lại nữa là lần nữa là tất cả các cái dòng từ TR1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 hay tất cả cái dòng này các bác nhé, TR9 này thì đều tính năng giống nhau hết, không khác nhau bất kể một tính năng gì. Đấy. Để cho các bác nào mình kinh tế vừa phải, mình cứ tự tin mà mình mua những cái máy dòng vừa tiền này. Mình không phải nghĩ rằng là cái máy TR5 này thì nó ít tính năng hơn TR9 hay là nó không bền bằng thì không phải đâu các bác nhé. Nó chỉ là đời trước chứ nó rẻ hơn thôi. Đấy, cứ bên Nhật họ dùng khoảng 1-2 năm là họ lại thay thôi. Cho nên là bác yên tâm, máy dùng rất là ít, không có dùng nhiều đến tận bây giờ đâu. Đấy, thời buổi kinh tế khó khăn mà có máy rửa bát này dòng tiền vừa phải, bán rất là chạy. Đợt này những cái máy đắt tiền này các bạn phải bán cũng khá là chậm. Đấy là em cũng chia sẻ thật. Để kinh tế nó khó khăn trên đây này. Gần như là các bác thấy phía em bán cái dòng bình dân này rất là nhiều. TH hay là TA, các bác là kinh tế mạnh lắm, người ta mua. Mặc dù năm nay nói thật cái TA, TH này nó chỉ bằng cái con TR5, TR3 năm ngoái thôi. TR3 năm ngoái 5 triệu rưỡi các bác. Đấy, trong khi đó con TA mùa đẹp này, năm nay có 5 triệu 9. TH1 này 6,6 triệu. Đấy. Năm ngoái con TR5 này 6,2 triệu các bác này. Đấy. Năm nay nó rẻ lên một nửa. Đấy. Cho nên là phù hợp với kinh tế rất là nhiều các bác khách hàng muốn mua máy rửa bát phục vụ gia đình. Nhất là vào miền Bắc các bác. Miền Bắc vào mùa đông ấy, nó lạnh kinh khủng luôn. Rửa bát bằng tay nhiều khi không sạch mà ăn xong rất là ngại rửa bát. Bây giờ các bác chỉ bỏ ra hơn 3 triệu thôi để mình có một cái máy rửa bát bền bỉ cho gia đình nhé. Bên em bán lúc nào cũng có vài chục chiếc. Cho nên là các bác yên tâm về linh kiện đồ đạc, không bao giờ thiếu để phục vụ các bác những cái model bình dân này. Đồ đạc cực sẵn. Con TR5 mã số 1 các bác nhé. Đã kiểm tra tất cả hạng mục, răng chỉ, mọi thứ sạch đẹp, ok ngon lành hết. Đấy. Em bán là 3,2 triệu, bảo hành 1 năm, giá chưa phí vận chuyển, chưa biến áp, ship hàng toàn quốc. Đấy. Các bác ở xa mua đặt cọc trước 500, nhận hàng kiểm tra thanh toán nốt các bác nhé. Chào các bác. Còn bác nào chuyển khoản hết thì em bao ship toàn quốc cho các bác luôn.